vật Tư Hậu làm nghề đánh bắt xa bờ. Chính vì thế mà khi Lý Hải cũng như ekip đi rất là nhiều cái địa điểm bãi biển đẹp ở miền Trung, nhưng mà cuối cùng lại chọn là cảng cá Mỹ Tân. Những cái buổi sáng sớm khi mà mặt trời chưa có mọc nữa thì mọi người đã đến nhóm chợ rất là đông, và cái không khí nơi đây rất là vui và rất là hào hứng. Một ngôi làng ven biển sau cơn bão thì nó sẽ tan hoang không còn cái gì. Để thực hiện được cái cảnh này thì Lý Hải và ekip phải làm lại tất cả luôn. Đặc biệt là cái cảnh mọi người ở xóm chờ đợi sau cơn bão là những cái con thuyền quay trở về có người thân mình hay không. Chúng đang với mọi người và được xuất hiện ở đây ngay tại Đất Phật, ngắm những cái cảnh đẹp này, đó mới là điều quý giá. Khi diễn viên và ekip ra ngoài khơi quay, tưởng chừng quay rất là đơn giản nhưng mà rất khó khăn, bởi vì đa số những anh em ekip quay là không quen đi tàu, các anh em bị nôn rất là nhiều. Và đặc biệt là làm sao tái hiện lại cảnh lễ hội ở Lăng Thần Nam Hải. Cái đền thần nó như thế nào thì mình phải làm y chang như thế đó. Khi một tổ chức một cái lễ hội mà quay được cái lễ hội như thế, phải có số lượng quần chúng rất đông mới ra được cái lễ hội. Và thế là đoàn phim đã gom hết ở làng đó, cho tới gần khu vực gần đó là phải gom hết. Phải nhờ một đội hát bội từ ở ngoài Quy Nhơn bay vào để mà biểu diễn. Tới đây là quay phim là rất là cảm thấy là tự hào. Đó là một điều mà em cực kỳ quý và tự hào khi mình là người con ở Ninh Thuận. Rất là hạnh phúc khi thấy các những diễn viên về đây phục vụ cho bà con mình. Rất là vui. Đó, về cho đạt cái sinh của mình về Mỹ Tân á, khán giả ai cũng khen cái này Mỹ Tân này hết đấy. Đặc biệt là người dân ở Mỹ Tân rất là dễ thương, ai cũng hào hứng để giúp đỡ cho có một cái cảnh phim thật là hay và thật hoành tráng, và đặc biệt là rất là có ý nghĩa.